Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình đang ở nhà chị chồng của mình qua đây hái rau. Tại vì cũng sắp tới mùa lạnh đó mọi người, cho nên là ngày hôm nay là mình được nghỉ, cho nên là hôm nay mình tới đây để hái rau để trong tủ lạnh để ăn mùa đông đó mọi người. Giờ mọi người theo dõi gia đình của mình nha. Ai mình theo dõi mình hái rau hay là lá é cái nọ cái kia nha mọi người. Nhà chị chồng của mình nè, mình rất là thích đây qua nhà chị chồng của mình lắm mọi người, tại vì rất là nhiều rau hay là với lại nhớ quê hương cái nọ cái kia mọi người. Nhà chị chồng của mình có lúa cái nọ cái kia cái gì cũng có hết mọi người, cho nên là mình hay tới đây quay video lắm mọi người. Đây bí nè mọi người. Không biết cái này bí nè anh nó có béo hay không, có ngon hay không nữa. Chắc mình tí nữa mình hãy thư một trái mình về mình nấu thử nha. Nhìn giống như nó ngon lắm á mọi người. Thường là bí nó màu như thế này á, ăn rất là nó béo á mọi người. Không biết cái này nó béo hay không. Ngon lắm á. Vậy tí nữa mình hãy về nha. Wow mọi người ơi, cái này nhiều lắm nha mọi người. Mình không biết tiếng Việt gọi cái này là trái gì đâu mọi người. Tiếng của mình gọi là nhâm cái này. Papaya, right? Tiếng của mình gọi là papaya, nhưng mà mình không biết tiếng Việt gọi là cái gì cho mọi người. Rất là nhiều luôn mọi người ơi. Đây, trái quá trời luôn nè. Cái này nấu với cà, ba trái luôn. Ngon lắm luôn. Đây mọi người, lúa nè, lúc trước mình quay thì chưa có lúa nha. Bây giờ thì có rồi, chín rồi nè mọi người, sắp chín rồi nè. Đây, quay cần cho mọi người xem nha. Đây mọi người ơi, lúa nè mọi người, chín rồi nè mọi người. Sắp chín rồi, chưa có chín lắm nhưng mà sắp chín rồi nè. Đó, rất là đẹp luôn. Cảm giác rất là nhớ quê nhà lắm luôn ấy. Này vì cái bố ta có cô quạt đẹp nhập khoa kệ đó hả. Kiếm trái mướp nha mọi người. Thường là chị chồng mình ít ra chỗ này lắm mọi người, do là chị chồng đi làm ấy, về nhà thì buổi cũng tối rồi, buổi tối rồi cho nên bả không có ra chỗ này nhiều. Do là vườn của chị chồng mình là ví dụ mình tới chiều á là con muỗi nó nhiều lắm á mọi người. Cho nên là chị chồng mình ít ra chỗ này, cho nên là mình kiếm chỗ này nha, có trái mướp hay không nha.
Hả? Vâng. Kìa. Đây mọi người, ta mướp nè, già rồi, không có ăn được nữa. Kiếm trái nào non thì mình hái nha. Chỗ này lúc trước mình quay là rất là nhiều cà mini á mọi người. Cà nhỏ nhỏ, cà chua nhỏ nhỏ. Đây cũng già rồi nè, uổng quá nè. Đây già rồi. Đây, cái này còn non nè. Mình hái nha. Đây mọi người. Wow, nhiều lắm luôn á mọi người. Này, già hết rồi nè, uổng lắm nè. Đây mọi người ơi, cũng già rồi. Chị chồng mình hay trồng các loại rau, hay cái bí, cái nọ, cái kia. Nhiều trái lắm mọi người. Hay giờ trồng, trồng cái gì cũng không có lên, không có trái gì hết nè, uổng lắm mà mọi người. Dạ rồi. Đây được bao nhiêu đây nha mọi người. Đây. Bí nè. Em mình nè. Hả là bọn mông hả? Bố bà chia lại gì hả? Tập hiểm nhỏ hơn đây. Lúa này cực kỳ đẹp luôn mọi người, đẹp lắm luôn á. Nên là bà bầu mừng á. Râu nên là bà bầu mừng. Đây là cái gì ta? Cây dưa gan. Cây dưa gan chưa có trái mọi người. Ra bóng thôi nhưng mà chưa có trái.
Mình kiếm cà nha mọi người. Cà này nhìn cây rất là đẹp luôn, nhưng mà không có trái nhiều mọi người. Ra trái quá là ít luôn. Chị chồng mình cũng biểu mình qua đây hải cà, kiếm cà này. Nhưng mà mình không có thời gian. Hôm nay mình mới tới nè. Đây mọi người, đây nữa nè. Vào wow, mọi người ơi, coi nè, nhìn đã chưa? Wow, chín hết rồi nè mọi người. Cái này cà gì mà cà đắng á mọi người, mình không biết tiếng Việt gọi là cà gì, nhưng mà cái này ăn rất là đắng luôn mọi người. Wow, đã lắm luôn này, nó giống như trái cây luôn á mọi người. Wow, oh my god. Wow. Đây. Đã ghê luôn, mê lắm luôn á. Mình tới đây mình muốn hỏi lá é mọi người, nhưng mà kiếm lá é nãy giờ chưa có thấy. Cái này già. Thao. Cà loại này này mình thích nhất nè mọi người. Ăn nó ngon lắm mọi người, nó đắng á. Không có đắng lắm mọi người, nhưng mà rất là ngon luôn. Này này nhắm này này ngắm bằng nè. Là em sợ quay hết.
hơn. Trời ơi, ôi 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 hả? Ừ, lạch. Đây mọi người có thấy con này không? Con sâu à. Mùa này thì chưa có đâu mọi người. Chắc vài tháng nữa nhiều lắm á. Con sâu nó nó gọi là cái gì ta? Chập gạch quả hùa bịch là gọi. Này bỏ lại này bỏ sang lại bỏ đi bỏ lùi cái này này nè phải xả lại đi thà xả mày bỏ lại cái đây. Đây mọi người, lá é nè mọi người, lá é này lá thơm nhất trong các loại rau thơm luôn mọi người. Mất tật béo, như kết yên tì. Oh my god. Oh wow. Kệ bỏ. Hả? Là kìa. À, à. Ừ, mà nè. Đây mọi người được bao nhiêu đây nha mọi người. Cái này tí nữa mình lấy ra cái lá nè, cái cọng này là mình vứt đi nè, là còn lại chút xíu à. Mình muốn nhiều nhưng mà không có nhiều vậy hết rồi mọi người. Thôi có bao nhiêu đây thì mình ăn bao nhiêu đây nha. Mọi người ơi, vài tháng trước mình cũng có tới đây quay video ấy, nhưng mà chỗ này mới trong thôi mọi người. Còn mình quay lại đợt này là cây bí nó ra quá trời luôn nè.
chỗ này mới trồng thôi mọi người, mới trồng được một tháng hai tháng gì đó. Cách đây. Hả? Bè. À hả, bè phương hả? Hái hái luôn cái bông của bí nha mọi người. Bông của bí ăn rất là ngon luôn. Bông của bí này là mua ở chợ rất là mắc luôn mọi người. Năm cái hay vậy đó, năm cái bông á là 1 đồng luôn. Mọi người, chị chồng mình có trồng thêm dưa leo nữa nè. Đây mọi người. Hải luôn. Ở đây. Đây mọi người. Ra trái quá trời luôn nè. Nhưng mà con còn nhỏ lắm. Hải được 2 trái này thôi. Em chọn cái gì em qua rồi. Wow. Nhìn cây dưa leo này mọi người. Rất là đã luôn. Nhiều lắm luôn á. Nhưng mà chưa có trái á mọi người, chưa có trái nhiều. Chắc vài tuần nữa trái mới to nha. Hạt dưa leo này nha, cái dưa leo mini ở cái. Nè, thái này nó như vậy. Đây. Nè.
nè bọng nè quá lực đây mọi người, dưa leo này nó giống như dưa leo mini ấy, mọi người, nó nhỏ xíu xíu rồi nè, cái này nè nhìn nè sắp già rồi nè. Cắt đây. Nó bọng rồi nè. Lật ra đi. Quê. Quê. Hả? Quê. Này. Vậy. Đang thù lùi không có thấy. Này này này. Chồng mình biểu mình hải đi, cứ hải đi, cứ để như vậy, để như thế này. Có lúc chị chồng của mình không có ăn nhiều á mọi người, giống như năm ngoái vợ chồng mình không có hải á mọi người, xong rồi toàn là già không ai ăn. Không phải không ai ăn mà là chắc cây do là mấy đứa nhỏ biếng á mọi người, thường là mấy đứa nhỏ thích ăn đồ chua lắm. Nhưng mà họ lại biến ra ngoài hải hay là làm chua, làm đồ chua ấy. Lập nè. Nè nè, hello là con ạ. Mình kiếm cái nào to thì mình hải nha, còn cái nào mà nhỏ thì mình để lại. Kiếm cái nào sắp da này. Nè cái này già rồi nè mọi người. Nó ra vàng rồi nè. Bây to các bạn lại bây. Which one? Nè. Này thái này này chị bé vứt quần vứt quần quê em xì tiểu ăn đủ rồi đủ ăn rồi. Và thúc hàng lại bá. À, bắt đi. Xong rồi mọi người, hải hết rồi. Đây mọi người, hải được gần một bào luôn nè.
Trong này là có lá é nè, cà nè, bông bí nè, lá bí nè, dưa leo nè. À, được bao nhiêu đây nha mọi người. Mấy cái lá bí này nè, mình về nhà mình nấu thì nó còn lại chút xíu à. Mình hái hết mấy cái này nè. Mình xào với tỏi hay là mình nấu canh cũng được nha. À, hơi mệt mọi người, nóng á. Nóng lắm. Mình mặc thêm áo nha nè. Do là vườn của chị chồng mình rất là nhiều con muỗi á nè. Chích quá trời luôn. Tay ông xã của mình quá trời luôn. Đây mọi người. Đây. Thôi xong rồi mọi người, giờ mình vô trong nhà á, nóng lắm mọi người. Chịu không nổi. Thôi vô trong nhà thôi. Đây mọi người, chỗ này là lá gì ta? Khổ qua nè mọi người. Rất là nhiều luôn. Chị chồng mình không có ăn hay sao á, không thấy hải gì hết nè. Sắp già rồi nè. Mình mà nhà mình có như thế này chắc mình ra vườn mỗi ngày luôn á. Đây có trái rồi nè mọi người ơi. Đây. Đây mọi người, có trái nè. Đây. Nhiều trái lắm mọi người. Chỗ này là hàng rau của lá khoai. Không phải lá gì. Tự nhiên quên mất rồi. Lá khổ qua mọi người. Này. Từ đây tới dưới kia luôn à. Đây qua cho mọi người xem nè. Chỗ này nè. Ê, mọi người, gia đình của mình qua nhà chị chồng của mình hái rau xong rồi nè mọi người. Giờ gia đình của mình chuẩn bị về nhà nhé. Tại vì về nhà cho mấy đứa nhỏ tắm. Tại vì ngày mai đi học rồi, hôm qua cũng chưa có tắm. Nên hôm nay về cho mấy đứa nhỏ về tắm, ngày mai đi học mà. Học mà còn một ngày thôi, còn ngày mai là thứ sáu rồi. Cho nên học một ngày, thứ bảy là được ở nhà. Giờ thôi gia đình của mình đi về đây. Giờ mình xin dừng clip tại đây nha. Nếu mọi người yêu thích video của mình, xin cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người video tiếp theo. Bye mọi người. Bye bye. Bye bye la la. Bye bye. Bye bye. Bye.